Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần audio văn học này. Nếu như các bạn vẫn còn nhớ thì trong chương trình ngữ văn lớp 11, chúng mình đã được cùng nhau khám phá một trong số những tác phẩm vô cùng tiêu biểu của nhà văn Nam Cao, chính là truyện ngắn Chí Phèo. Với tác phẩm này, Nam Cao đã để lại gây những ấn tượng sâu đậm ở trong lòng độc giả với hình tượng nhân vật chính là Chí Phèo khật khưỡng bước ra từ trang sách. Ở trong tác phẩm đó, Nam Cao đã tập trung đi xây dựng và thể hiện mong muốn, ước mơ, một khát vọng tưởng chừng vô cùng nhỏ nhoi của con người. Đó là được sinh ra trong cuộc đời này, tôi chỉ muốn tôi có những quyền và tôi được sống trọn vẹn ý nghĩa của một con người mà thôi. Thế nhưng mà ước mơ đó cuối cùng cũng không đạt được, và kết thúc là bằng cái chết. Cái chết đưa nhân vật này đến ngưỡng cửa của sự lương thiện, và đó cũng là một cái cách giải thoát duy nhất cho người lao động trước cách mạng. Tiếp nối sự thành công của văn học hiện thực, và cũng hướng trọng tâm vào khát vọng được sống, mong muốn có được một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa, nhà văn Tô Hoài đã tìm đến mảnh đất Tây Bắc, sống, sinh hoạt với những con người ở đây, tìm hiểu về phong tục tập quán để rồi cho ra đời một tập truyện mang tựa đề là Truyện Tây Bắc. Trong số đó, truyện ngắn Vợ chồng A Phủ đã để lại rất nhiều những ấn tượng sâu đậm ở trong lòng độc giả. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một trong số những khía cạnh quan trọng của tác phẩm Vợ chồng A Phủ, đó là nhân vật chính của truyện ngắn này, nhân vật Mị. Cụ thể, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhân vật Mị trong Đêm tình mùa xuân với sự bứt phá của cô gái này. Các bạn thân mến, khi bắt đầu câu chuyện, Tô Hoài đã để cho nhân vật Mị xuất hiện, gây ra những ám ảnh trong lòng người đọc với hình ảnh của một cô gái xuất hiện bên những vật vô tri vô giác. Một cô gái trẻ trung là thế, nhìn yêu đời xinh đẹp là thế, mà lại đang xuất hiện âm thầm và lẻ loi bên những vật vô tri vô giác. Đó là vòng quay sợi gai, đó là tảng đá, đó là tàu ngựa, đều là những vật dường như báo hiệu về cuộc đời của người con gái này. Vòng quay sợi gai có phải chăng là những ẩn ý muốn nói về một cuộc đời vòng vo, luẩn quẩn của người con gái này? Rồi thì tảng đá, liệu có phải là tảng đá của số phận đang đè nặng lên Mị? Hay là tàu ngựa là một trong số những chi tiết báo hiệu về cuộc sống số kiếp làm thân châu ngựa? Tất cả những hình ảnh vô tri vô giác này tưởng rằng là không thể hiện bất cứ một ý nghĩa nào cả, thế nhưng lồng vào trong đó, tác giả vẫn để cho người đọc mở ra những cái suy luận, những cái suy nghĩ của riêng mình, để từ đó rút ra được cho mình những cái bài học riêng khi tìm hiểu về mỗi tác phẩm truyện ngắn. Để rồi rất nhiều bạn đọc khi nghe phần giới thiệu về nhân vật Mị có những thắc mắc rằng không biết cô gái này là ai mà lại ở trong nhà thông ly Pa Cha, là một gia đình địa chủ được biết tới là nhiều bạc, nhiều nương, nhiều thuốc phiện nhất làng, mà lúc nào cũng mang trong mình một cái tâm trạng ủ rũ và buồn đến như vậy, làm gì cũng cúi mặt. Đến khi tìm hiểu ra rồi thì mới biết rằng là đó không phải là con gái nhà thông ly Pa Cha, đó là Mị, là vợ của A Sử, là con dâu nhà thống lý Pa Cha. Nói là con dâu nhưng thật ra là một nô lệ không công của nhà địa chủ này. Mị xuất hiện bên cạnh những vật vô tri vô giác, không có bất cứ một chút cảm xúc nào, giống như một cái xác không hồn và hoàn toàn mất đi tất cả những ý niệm về không gian và thời gian. Cách giới thiệu nhân vật của Tô Hoài đã khiến cho độc giả cảm thấy vô cùng tò mò và nhất định phải đi tìm hiểu xem nhân vật đó là con người như thế nào. Trong những áng văn của mình, Tô Hoài đã khắc họa hình tượng nhân vật Mị là một cô gái mèo xinh đẹp, trẻ trung, tài hoa, hiếu thảo và mang trong mình khát vọng tự do, đang có một tình yêu vô cùng trong sáng và mãnh liệt.
Mị có tài thổi lá hay như thổi sáo. Chính vì tài năng này mà có rất nhiều chàng trai ngày đêm đi theo Mị, trai đến đứng nhẵn cả chân vách, đầu buồng Mị nằm. Và Mị cũng đang có một cái tình yêu rất là tốt đẹp bên cạnh chàng trai của mình. Thế nhưng chỉ vì món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp từ ngày cha mẹ mới lấy nhau để lại, mà bây giờ Mị phải trở thành cô con dâu gạt nợ không công cho gia đình nhà thống lý. Nhìn thấy Mị khôn lớn xinh đẹp, nhà thống lý ngỏ ý rằng là bây giờ nếu như mà cha Mị ấy mà đồng ý gả Mị cho nhà thống lý, cho A Sử thì sẽ gạt nợ cho. Bởi vì trước đó, từ ngày mà cha mẹ Mị mới lấy nhau đã vay của nhà thống lý một khoản tiền, sau đó cứ mỗi năm thì trả bằng một nương ngô. Thế nhưng mà trả mãi, đến tận khi mà mẹ Mị chết đi rồi vẫn chưa trả được hết nợ. Chính món nợ truyền kiếp, món nợ tiền kiếp đó đã đè nặng lên đôi vai của cha Mị, của Mị. Và bây giờ Mị phải chấp nhận cái cuộc sống giống như là một công cụ mang tính cách nô lệ, làm việc không công cho nhà thống lý. Ban đầu thì Mị nhất định không đồng ý, con nói lại rằng là xin với cha là cha để cho con ở nhà, con làm lụng rồi con sẽ trả nợ thay cha. Thế nhưng mà thằng A Sử nó đã lừa bắt Mị. Nó dựa vào cái phong tục bắt vợ. Đêm hôm đó nó biết được rằng là người yêu của Mị có đeo nhẫn ở ngón tay. Thế nên là nó thò tay vào vách, thì Mị sờ vào bàn tay thì thấy là có ngón tay đeo nhẫn. Thế nên đã tháo cái tấm vách ra. Và cuối cùng thì đã bị thằng A Sử nó bắt về, nó cúng trình ma nhà nó. Từ khi trở thành con dâu của nhà thống lý, một tháng trời đêm nào Mị cũng khóc. Đây giống như là cái sự phản kháng đầu tiên của cái cô gái này, khi mà nhận ra rằng mình đang phải sống một cái cuộc đời vô cùng vô nghĩa như vậy. Và để rồi Mị có cầm lá ngón về xin cha của mình rằng cho con đi chết. Thế nhưng mà thấy cha của Mị khóc và van xin Mị, thì Mị đã quyết định quay trở lại sống cái cuộc sống lùi lũi như một con rùa đằng sau xó cửa đó. Chúng ta có thể thấy rằng nhân vật này dám sống và dám chết. Dám sống khi nhận ra rằng cuộc đời này chẳng... Dám chết khi nhận ra rằng cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và dám sống mặc dù thấy rằng phía trước mình chỉ là tối tăm và mù mịt. Đây đều là những cái biểu hiện cho lòng ham sống của cô gái trẻ này. Thế rồi Mị quay trở lại nhà thống lý. Cuộc sống tù túng bế tắc, ngày ngày làm việc quần quật như con trâu con ngựa. Mị sống vô hồn, Mị sống cứ lùi lũi như con rùa đằng sau xó cửa và âm thầm như một chiếc bóng. Mị có một căn phòng tân hôn, gọi là căn phòng tân hôn thôi, nhưng thật ra nó chẳng khác nào một thất trần gian cả. Mị cứ ngồi ở trong đó trông ra, bởi vì căn phòng này là một căn phòng kín mít, chỉ có đúng một cái lỗ vuông bằng bàn tay. Mị cứ ngồi ở giường ấy, nhìn ra, thấy trăng trắng, không biết là sương hay là nắng. Và Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi ở đây nhìn ra đến khi nào chết đi thì thôi. Thế rồi Mị đã sống cuộc đời như vậy, sống một cuộc đời của một nô lệ không công, âm thầm, lặng lẽ, chai lì đi cảm xúc của bản thân. Cho đến mùa xuân năm ấy. Mùa xuân năm ấy đã khiến cho sức sống tiềm tàng của nhân vật này được thể hiện. Những tưởng rằng cuộc đời của Mị sẽ như thế cho đến khi chấm dứt ở nhà thống lý bá cha. Thế nhưng lòng ham sống của Mị đã gây ra cái sự phản kháng. Đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài đã làm trỗi dậy khao khát được giải phóng, được tự do cho Mị. Trong đêm tình mùa xuân, hãy lưu ý giúp chị ba nhân tố ảnh hưởng tới nhân vật của chúng ta. Đó là mùa xuân, là men rượu và là tiếng sáo. Mùa xuân đến Hồng Ngài, năm nay đến sớm lắm. Gió rét rất là dữ dội. Và chính cái biến chuyển của đất trời đã gây ra cái sự biến chuyển trong lòng người. Mùa xuân cũng là mùa cây cối đâm hoa nảy lộc, mùa của hội hè đình đám, mùa của gặp gỡ hò hẹn lứa đôi. Mùa xuân đến với Hồng Ngài đã được Tô Hoài miêu tả bằng những câu văn từ ngữ rất hay. Đó là màu sắc của cỏ danh vàng ửng, là những chiếc váy hoa xòe như con bướm sặc sỡ. Giữa giá rét của mùa đông ở Hồng Ngài, người Hồng Ngài vẫn đang tưng bừng đón xuân. Và hòa với màu sắc còn có âm thanh mùa xuân ở nơi đây. Đó là tiếng của đám trẻ đợi Tết chơi quay,
cười ầm trên sân trước nhà. Đó là âm thanh của những người đi chợ, và đặc biệt là âm thanh của tiếng sáo. Tiếng sáo vọng về, đây là âm thanh quen thuộc của núi rừng Tây Bắc, là tiếng lòng đắm say của những chàng trai cô gái mèo gửi cho bạn tình. Và nó đã xuyên qua hàng rào lạnh giá để vọng vào trong cõi lòng của người thiếu nữ Tây Bắc. Khi nghe thấy tiếng sáo gần, vọng về, Mị đã cất những lời nói, những cái lời thì thầm mùa xuân đầu tiên. Mày có con trai con gái rồi, mày đi làm nương. Tao chưa có con trai con gái, tao đi tìm người yêu. Tiếng sáo cất lên từ trái tim tưởng chừng như khô cằn chai sạn của Mị. Giờ đây, tiếng sáo đã đánh thức tâm hồn ngủ yên và khát vọng được yêu bấy lâu, chôn chặt ở trong trái tim của Mị. Và chính vì lẽ đó mà Mị đã có một cái hành động bộc phát, một cái sự phản kháng vô cùng mãnh liệt. Mị uống rượu, Mị lén uống ực từng bát rồi say đến lịm người đi. Nhưng sau đó, Mị đã như một thói quen quay trở lại căn phòng của mình. Người ta uống rượu để quên, thế mà không hiểu tại sao Mị uống rượu lại để nhớ. Quên ở đây là quên đi thực tại, và nhớ ở đây là nhớ về quá khứ. Bao nhiêu người nhảy đồng xung quanh, bao nhiêu người hát xung quanh, Mị cũng không nghe, Mị cũng không thấy. Bây giờ tâm hồn của Mị chỉ đang sống về ngày trước thôi. Và Mị bước vào phòng. Đến khi mà bản thân Mị bị bừng tỉnh, đánh thức bởi cái sức sống tiềm tàng, thì Mị nhận ra rằng là nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này thì Mị ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Tức là cái khoảnh khắc đầu tiên khi nhân vật này tỉnh dậy sau một những cái tháng năm dài chìm trong cái chai sạn, chai lì về cảm xúc, thì nhân vật này lại muốn chết, bởi vì nhận ra những cái đau khổ trước đây của mình. Thế nhưng may mắn thay, cái lòng ham sống đã kéo Mị từ địa ngục về với thiên đường. Và tự nhiên Mị thấy lòng mình phơi phới trở lại. Mị muốn đi chơi, Mị sắp đi chơi, Mị còn trẻ. Tất cả những cái câu văn ngắn đó dồn dập liên tục để cho chúng ta thấy được một cái khát vọng rất mãnh liệt trào sôi từ trong trái tim của người con gái này. Thế rồi Mị sắn một miếng mỡ bỏ vào đĩa đèn cho sáng. Tôi phải đường đường chính chính tôi đi chơi. Tôi phải đường đường chính chính để tôi làm mọi việc. Và cái hành động thắp sáng căn phòng có lẽ cũng chính là thể hiện mong muốn thắp sáng cuộc đời của mình. Hình ảnh ngọn đèn chính là ngọn lửa sáng đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Mị. Thắp sáng căn phòng u tối là cách để xua đi tăm tối của cuộc đời mình. Mị quấn lại tóc, thay chiếc váy hoa ở vách rồi rút thêm cái áo. Tất cả những việc đó Mị đều làm như trong một giấc mơ. Đó không chỉ là nhu cầu làm đẹp của bản thân trước lúc đi chơi, đó còn là cái hành động chứng minh rõ nhất về giá trị của bản thân. Lòng ham sống đang bừng dậy đầy mạnh mẽ, khiến cho Mị bất chấp đi cái nỗi sợ về bạo quyền, về cường quyền. Và tâm hồn Mị lúc này dường như đang ngân lên một khúc hát hạnh phúc và tự do. Thế nhưng trong cái khoảnh khắc mà mong chờ nhất để có thể đi ra ngoài kia chơi mùa xuân, ngắm nhìn mùa xuân, thì Mị lại bị A Sử dìm vào trong bóng tối. Nó về, nó nhìn thấy Mị muốn đi chơi, nó đã đánh Mị, nó trói đứng Mị vào cột, và sau đó nó thổi tắt đèn, đóng sầm cửa lại. A Sử muốn dìm Mị vào trong bóng tối để triệt tiêu đi cái khả năng sống mãnh liệt của người con gái này. Mị đang ở trong trạng thái mộng du, Mị chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Tâm hồn của Mị bây giờ đang đi theo tiếng sáo. Tiếng sáo vẫn vọng về, và một thời son trẻ đang bồng bềnh trong cảm giác du xuân. Tiếng sáo vẫn dập dờn ở trong đầu của Mị, cái cảm giác mà cả đêm hôm đó Mị chỉ biết rằng là mình đang lạc theo những đám chơi, những cuộc chơi thôi. Nó có thể trói được thể xác của Mị, nhưng nó không trói được tâm hồn của Mị. Và tâm hồn của Mị đang sống về ngày trước. Tâm hồn Mị đang sống trong thực tại ảo, sợi dây trói của đời thực chưa thể làm kinh động ngay lập tức giấc mơ của kẻ mộng du. Chỉ cho đến khi Mị vùng bước chân theo tiếng sáo mà chân tay đau không cựa được, bởi vì dây trói thít lại đau nhức, thì Mị mới sực tỉnh ra và nghe thấy tiếng chân ngựa đạp vào vách. Thì đó cũng là một trong những cái thứ âm thanh để khiến cho Mị nhớ về hiện tại của mình,
đó là Mỹ bây giờ vẫn đang là nô lệ không công, vẫn đang là thân trâu ngựa cho nhà thống lý Ba Cha. Cả một đêm dài, cứ dìu mình theo những giấc mơ của thời son trẻ. Ít ra thì Mỹ đã có những cái giây phút được sống là chính mình như thế. Để rồi khi mà bừng tỉnh thì Mỹ cảm thấy rất sợ. Bởi vì Mỹ nhớ lại câu chuyện ngày trước, trong nhà này cũng có một người đàn bà bị trói cho đến chết. Và Mỹ vùng bước đi cựa mình để xem mình còn sống hay không. Có thể thấy đây là một trong những cái chi tiết rất là đắt giá. Người ta ham sống mãnh liệt, và một trong những cái dấu hiệu thể hiện cho lòng ham sống mãnh liệt của người ta là người ta sợ chết. Ở đây Mỹ cũng có cái cảm giác đó. Có thể thấy rằng là giống như là một cái tia lửa, giống như là một cái tàn dư. Nói rằng là tàn dư nhưng mà vẫn đang âm ỉ cháy ở trong lòng của Mỹ. Qua đêm tình mùa xuân với ba tác nhân là tiếng sáo, là men rượu, là mùa xuân, nhân vật Mỹ đã có được cho mình những cái khoảnh khắc ở trong cuộc đời được sống với đúng tuổi trẻ, tình yêu và khao khát của mình. Và ở trong đêm tình mùa xuân này thì nhà văn Tô Hoài đã thể hiện được cả giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo, thể hiện được vẻ đẹp của tâm hồn người lao động với sức sống tiềm tàng. Dù đó chỉ là một tia lửa nhỏ thôi, nhưng tia lửa nhỏ này sẽ báo hiệu về một đám cháy lớn. Và đám cháy lớn đó như thế nào thì chị hẹn các bạn ở trong phần audio tiếp theo các bạn nhé. Ngày hôm nay rất cảm ơn các em vì đã lắng nghe trọn vẹn audio vợ chồng A Phủ với nội dung nhân vật Mỹ trong đêm tình mùa xuân. Chị Hiên hẹn gặp lại các bạn trong phần audio tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ nhé.